Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Dũng ơi, làm gì mà căng vậy? Gãy cánh cho bạn ơi, cần mình hỗ trợ không bạn ơi? Cần mình hỗ trợ không bạn ơi? Bạn đâu rồi? Dính mìn à hay là sao? Wow. Thanh niên, chán đời chưa? Đây, tôi vừa hạ hai đứa ở ngoài này. Ngon lành các bạn ơi. Đây, mình xem mình lượm luôn MP40 này quá ổn. Nó lại ổn quá nhỉ anh em. Chỗ này chúng ta có gì đây? Ồ, thêm đạn súng tiểu liên này cũng ngon. Ngon lành các bạn ạ. Sao friend ơi? Đây, vừa lượm cái khẩu súng phóng điện rồi. Bắn hả? Quên, tưởng đang đầy máu. Đứng yên đi, bắn vào đít đi ông nhé. Đây câu nào các bạn? Con người gì? Ý bạn làm sao? Rẻ tiền á, bạn ấy nói mình rẻ tiền á. No, mình nói rẻ tiền. Đây bạn ơi, mình chơi phóng liệu nhá. Ơ, xấu xa đâu? Mình bắn máu cho bạn, bạn ấy kêu là mình xấu xa. Có thể chở bắn một đít ông, bắn một chỗ nào. Đây đây, lên đổi con xe mới các bạn ơi. Rồi nha, thank you 1.000 người đang xem. Một con số vô cùng là tròn trịnh các bạn ạ. Ê Dũng ơi, từ qua với ông ơi. Chạy thôi bạn ơi. Chào anh Sikeo hả? Ok, chào các bạn nhá. Ồ, giờ này là còn lại có 20 người chơi nữa mà thôi các bạn ơi. Cố gắng chơi game, chúng ta sẽ sống dai thôi. Sẽ là người đâu cả rồi này. Chưa tới thêm một ai nữa cả các bạn ơi. Wow. Cái đậu xanh. Nào bạn ơi, không có người. Không có người thì sao chơi được ta? À bạn ơi, đứng súng Glam đây này, bên này. Bên này Dũng ơi. Căn nhà chỗ này này. Đậu xanh này, ui. Chưa chết hả? Chưa đai thì cũng đai rồi nhé, bên trên à? What the hell? May là chưa hạ tôi này. Ok, bên trên vừa công một quả phóng lựu rồi. Ngon rồi ông ơi. Nó gục luôn rồi, có một đứa thôi. Tôi phải hạ nó bằng phóng lựu mà. Ok, ngon lành các bạn ơi. Mình xem mình có khẩu súng tiểu liên này, ví dụ như là UMP này cũng được đấy, ngon lành. Không phải là mình vứt khẩu MP40 để lấy phóng lựu mà anh em. Đây, chỗ này chúng ta lại có được một khẩu MP40 mới rồi nữa nha anh em ơi. Ngon lành, mình lên mình lượm xác thằng phía trên coi. Từ từ bạn ơi, mình lên mình lượm xác thằng phía trên đã. Ôi, trên này nhiều đạn súng tiểu liên lắm bạn ơi, ngon lành. À, bạn đi lẻ à, rẻ tiền, ok. Thôi, đi lẻ rẻ tiền. Đang chơi team đua với nhau, đi lẻ thế thì chơi gì nữa. Tình nghĩa anh em kết thúc rồi, Dũng ạ, quá muộn rồi, bạn hiểu không? Trên này, thính ở trên mà không? Sao phải chạy mãi một vòng như thế? Ok. Mình vừa trang bị giảm thanh vào anh em ạ. Ủa sao friend người đâu? Người đâu? Bắn cho vui thôi. Bắn cho vui thôi á? À, bạn lại đùa mình nhỉ? Sao bạn? Đây. Let's go. Lên xe. À, lại mới ra bắn cho vui à? Giả vờ à? Khoe súng à? À, hẳn là khoe súng ô ra cả. Thanh niên rẻ tiền anh em ạ.
xuống dưới này con các bạn ơi. Wow, giờ là còn lại có 15 người trận đấy nhá. Ok, cố gắng top 1 luôn. Ây, lái xe hơi ngu tiếng ạ. Đây đây mọi người ơi, chạy thẳng theo phía này thôi nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ cùng kiếm thêm mạng thôi. Đây rồi, ở đây thì còn ai nữa không nhỉ? Ở đây thì mình chưa thấy thêm ai nữa này. Hơi chán mọi người ạ, từ từ nhá. Thì mình sẽ qua thử mấy chỗ này coi nào. Có xe Dũng ơi. Đứng lại. Xuống xe. Nó một xong. Ui. Và ai trưởng, tôi phải ông clear theo một cái tốc độ bàn thờ luôn không ạ? Thật luôn, tôi với ông clear kiểu này bàn thờ thế này, cái địch sao chơi nổi. Toàn vứt cốt xe không ạ, tôi vứt luôn cốt xe của nó ra ngoài luôn này. Từ từ. Vứt luôn xe ra ngoài lút đồ cho ngon anh không ạ. Thế có phải nhanh không? Để xem lượng thêm tí máu đã ông ơi. Đây, à quên, đang ít máu mà. Đây. Bọn này đầy đạn súng tiểu liên mà, ngon mà. Sao friend? Có giảm thanh này bạn ơi. Chắc bạn không chơi giảm thanh đâu. Mình lượm rồi, mình trang bị nãy giờ mà. Ồ, thế trang bị vào đi bạn, đừng rẻ tiền nữa. Ok. Đây, bây giờ thì mình với Hồ Nhi sẽ xem footnote còn 13 đứa nữa. Quên, toàn quên anh em ạ. Mình với Tây Dũng, Hồ Nhi nó là tên cũ của bạn ấy thôi. Toàn có quên miết như này thì chết dở. Xem xuống dưới này của ai không các bạn ơi. Thính đây rồi, chỉ xem là người đâu thôi. Sao friend? Đậm đồ xíu thôi. Cái giáp bối của tôi nát quá, xem thì tôi đổ cái giáp mới không ạ. Xem trên trò có người không? Có người một đứa nhá. Lượt trên trò nha bạn đây. Cẩn thận nó gài mìn này. Ui, hai đứa đậu xanh này. Phải trưởng xong cả hai rồi. Ông vừa làm gì vậy? À thằng này nó có phóng liệu này, nó bắn nhầm ông ạ. Và ai trưởng nó bắn nhầm nên là nó đa cả hai đứa luôn. Không ăn mạng nào? Có à, vẫn hiện à? Thế chắc tranh thủ ăn được một kill không ạ? Và ai trưởng thằng này câu phóng liệu ngồi chân trời như này thì người ta gọi là không cái ngu nào bằng đồng đội ngu anh em ạ. Đúng rồi, nên là mới có câu là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu là như vậy. Từ từ tôi lượm thêm ít quả bóng keo đó ông ơi. Bóng keo có 8 quả thôi, thế thôi, không cần nhiều lắm đâu. Đang tính lượm mấy quả nhưng mà thôi, thế thôi. Lượm nhiều thế thì mấy bạn còn lại chưa sôi nổi. Buồn quá hả? Sao buồn em ơi? Nếu như các bạn có câu hỏi gì thì hãy comment ngay tại là chim của kẹo nhá. Kẹo sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Đâm thẳng không ơi? Bao keo, thằng này. Ui, hai đứa à? Tưởng một, đâm thôi. Easy không ạ? Tôi cho ông quét luôn cả hai này. Đậu xanh này. Làm sao bạn ơi, nốc một nhá. Ui, và ai? Dũng lia phóng liệu thì kinh thôi rồi anh em ạ. Làm quả lia kinh điển một phát đai luôn. Thế kinh rồi, biết nói gì nữa à? Thằng bên này nó ỉm tận hai nòng giảm thanh luôn bạn ơi. Thế kinh rồi, tôi cũng chịu luôn mà thằng này. Một gắt thế ai chơi kiểu như là không cho kẻ địch có nòng giảm thanh không ạ? Đây xem bạn ơi, mình chở này. Hey friend. Ok, giờ là còn lại có 6 mạng, như vậy là còn 3 team nữa ở trong cái ván đấu này nha các bạn ơi. Nhiệm vụ của mình với lại Dũng bây giờ là xem cố gắng hạ gục nốt 3 team này để kiếm lấy top 1 luôn nhé. Có lẽ là chúng ta sẽ lên phía trên nào. Cười đâu cả rồi các bạn ơi, nào để con nào. Hey, ở đây có ai không nhỉ? Ở đây thì kẹo chưa thấy ai cả các bạn ơi. À, nó gài mìn. Lúc nãy nó gài mìn ở ngay cái đường lên tháp mọi người.
Bọn này gầy mình thì kinh rồi. Thầy bị lag à? Thầy bị lag rồi. Không phải đâu. Nó không bị lag mà đâu. Ui vãi. Thế kinh rồi, Dũng ơi. Bạn ăn luôn đi. Bắn luôn đi. Mình cạn lời với bạn rồi. Tình nghĩa anh em chúng ta kết thúc tại đây rồi Dũng ạ. Thôi đùa. Đùa tí làm gì căng. Đi là bạn. Mình đâu có rẻ tiền như ai đó. Nhờ bạn nhờ. Mình 5 kill. Ồ, bạn mấy kill rồi? Sự chú ý của bạn được mấy kill rồi? Mình 3 kill. 3 kill à? Bạn lại đùa mình rồi, 3 đâu mà 3. Thôi xem qua lại lấy lại xe đi thôi bạn ơi. Chứ mình không thích chạy bộ lắm bạn ạ. Thế tao với ông vứt xe chỗ này à? Ơ. Nó trôi mãi xuống dưới rồi, xuống dưới đi Dũng ơi. Ơ, kẻ địch, có địch chồng mày. Draymond nhá. Hạ rồi à? What the hell? Thế kinh rồi, biết nói gì nữa. Đây, ở đây mình có xe mới đấy bạn ơi. Thôi, tôi trang bị đồng 3 vào đây. Không chơi giảm thanh nữa bạn ạ. Chơi giảm thanh cái tí bạn ăn hết mạng thì sao? Không được. Dũng ơi, lên xe mình chở này. Chơi đồng 3 để dồn sát thương cao hơn anh em ạ. Safran ơi, lên xe nào. Ê, 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 lên xe friend. Đây này. Làm sao? Ui, vẫn không đâm được nó không ạ? Đứng ngay phía trên nhá. Làm sao bạn ơi? Thế kinh rồi. Dũng xấy kinh vãi chửa. Không, cái này là bạn xấy nát luôn team của kẻ địch rồi. Cover gì nữa à? Không bạn ơi, người ta gọi là bạn xấy nát tim địch rồi. Nhét lên xe mình chở bạn ơi. Hai mạng cuối này. Ok friend, nhanh tim cuối này, nhanh. Tôi với ông hạ nốt tim này lấy top 1 luôn này. Để tôi chạy một vòng đồi luôn. Nhanh Dũng ơi, nhanh. Vào xe. Đây chạy một vòng đồi lên phía trên đã anh em ơi. Tầm này thì bo nó thu lên trên thôi. Tôi vừa nghe thì tiếng súng ở trên không ạ? Chỉ có vậy thôi. Đây cứ đâm thẳng phía này. Xe đang lên dốc này là hơi chậm xíu. Cảm giác như kiểu là sắp... À quên. Sắp rớt khỏi dốc đấy chứ anh em. Nào nào. Hai mạng cuối này tôi với Huân Nhi xử lý nhanh gọn chắc mất vài giây. Bạn ơi ngó xem mấy căn nhà này có không nhá. Đây đây. Có bạn đây. Sau tảng đá nhá. Đây bạn ơi. Đây bạn ơi. Làm sao? Ý gì? Ui, mình bị hạ rồi. Cứu nó. Một đứa nữa. Mình cứu à? Thế kinh rồi, từ. Cẩn thận nó đẩy xuống ngoài, cẩn thận nó đẩy xuống này. Cứu nhau này. Ok, mình còn lại có siêu máu thôi nhưng mà mình nghĩ là mình ăn được. Cho bạn ăn đi. Bạn ăn xong rồi, nó cũng còn lại siêu máu à? Yes, top 1 rồi mọi người ơi. Hai thiên thần đứng đây bạn ơi. Đấy, thiên thần đứng đây lấy luôn. Top 1 này ngon lành chưa các bạn ơi? Ngồi hả? Ok luôn, mình có động tác mới này. Yes, top 1 với 6 kill anh em ạ. Huân nhìn nó hơn mình tận 3 mạng cơ. Dũng hơn mình 3 mạng cơ gắt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.